nay đến lượt nhân vật lưng lẫy nào tơn tả vì trúng chiêu đây. Hãy chờ xem nhân vật tung chiêu như thế nào nhé. Một chú heo thật là dễ thương đúng không? Mẫu sợi 10.000. Với cái đầu của má tụi mình sẽ kiếm được tiền tỷ. One, two, three, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ở đây là nổi tiếng luyện dịch là xuất sắc luôn. Các mày quạt đâu quạt từ dưới quạt lên vậy? Đón xem ai cũng bật cười lúc 20 giờ Chủ nhật chỉ có trên HTV2.